Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để cập nhật được những cái giá lúa mới nhất nha anh chị. Và đồng thời thì anh chị cũng có thể là bình luận cái giá lúa tại địa phương anh chị để em có thể là cập nhật cho những anh chị mà xem sau á thì cũng có thể là biết được ha. Và trước khi mà vào nội dung thì em cũng xin được cái thông báo ha, cái kênh phụ của em thì cũng đã bị hư rồi và em cũng có tạo ra một cái kênh mới nha anh chị ha. Đó là kênh là Quỳnh Hai Lúa nha anh chị. Kênh đó thì em cũng cập nhật về cái giá lúa cũng như là những cái loại rau màu khác. Nếu như là anh chị quan tâm thì anh chị cũng có thể là đến để đăng ký kênh mà để xem nha anh chị ha. Rồi thì em sẽ vào cái nội dung ngày hôm nay ha. Thì qua một cái lượt khảo sát về cái giá lúa ngày hôm nay thì em thấy là tình hình cái giá lúa của mình thì nó tạm đưng nha anh chị ha. Có nghĩa là nó không có còn tăng nữa nhưng mà nó cũng vẫn nằm ở mức cái giá cao. Và song song đó thì cũng có một số tỉnh thì giá nó thấp nha anh chị. Và đặc biệt là những cái giá cao như là Trà Vinh nè, Sóc Trăng nè, Tiền Giang nè nha anh chị ha. Kiên Giang thì nay thì nó giảm rồi nha anh chị. Còn những cái tỉnh mà lúa thấp nè, ví dụ như là tỉnh Tây Ninh nha anh chị ha. Và huyện là Trần Văn Thời của Cà Mau. Nó thì đây là cái huyện Trần Văn Thời nha. Và cái tỉnh Tây Ninh thì giá lúa ở tỉnh Tây Ninh thì rất là thấp nha anh chị so với là những cái tỉnh khác. Rồi thì em sẽ vào nội dung là em cập nhật cái tình hình ha. Một bạn là Dung Nguyễn là cập nhật cái giá lúa là 366 ha, ở tỉnh Tân Phú, Đồng Nai. Hôm nay là 7.000 đồng một ký, trước Tết là 8.800. Rồi bạn cập nhật cũng rất là rõ ràng ha, nha bạn Dung Nguyễn. Rồi tiếp tục là một bạn là Cẩm Linh ha, Châu Thị Cẩm Linh ở Hậu Giang, 2 vụ á. Thì còn lúa mà 3 vụ thì hết lúa, thì bạn cập nhật cho mình vậy ha. Còn ở cái khu vực của mình á thì những anh chị mà làm 3 vụ thì còn lúa mà 2 vụ thì hết lúa. Nó ngược lại. Rồi một bạn hỏi mình là nếp ở Thạnh Hóa Long An là bao nhiêu. Thì hôm qua nay thì em cập nhật cái giá nếp thì tầm khoảng đâu là 7.700 nha anh chị ha. Trước đó thì 8.100. Rồi tiếp tục là bạn Nguyễn Thí Kiều nè. Bạn nói là nghe nói là cái giá lúa lên nhưng mà ở Kiên Giang thì còn nó ép giá quá, bây giờ còn chỉ có 7.400 thôi hà anh ơi. Rồi cảm ơn bạn nha. Thì Kiên Giang như lúc nãy mình nói thì nó cũng có giảm nha anh chị ha. Do cái lượng lúa mà ở tỉnh Kiên Giang á, lái nó đã thu mua nó gần đủ rồi, thành ra là bây giờ nó chỉ cần cái số lượng ít hơn, thành ra là nó sẽ ép giá. Như cái tỉnh Tây Ninh á, thì cái lúa nó nhiều anh chị, thành ra là còn nó ép lái, nó ép giá nhiều. Còn như cái tỉnh là Trà Vinh nè, Sóc Trăng nè, với Tiền Giang nè là giá lúa đang rất là hút, trên 8.000 không nha anh chị ha. Rồi một bạn hỏi mình là Nguyễn Văn Tâm ở Tân Châu An Giang là lúa bao nhiêu. Thì ở Tân Châu An Giang là hôm qua em cập nhật là nó khoảng đâu là 7.800 nha, lúa đại thơm 8 luôn á. Rồi tiếp tục là một bạn là Hợp Nguyễn ha, 5362, bạn cập nhật là cái lúa là 504 ở An Phú An Giang, Campuchia giá 7.700, còn 5 ngày nữa cắt nhé bạn. Rồi ok bạn nha. Rồi tiếp tục á, là một bạn Thiện Nguyễn hỏi mình á, là giá lúa nghe nói nó đứng lại, có đứng lại không bạn. Thì ở đây thì em cũng chia sẻ ha, thì giá lúa của mình thì nó tạm đứng lại nha, nhưng mà nó cũng vẫn nằm ở mức giá là khoảng đâu là 8.000 nha anh chị ha. Còn những cái tỉnh nào hồi nãy giờ giá 7.000 mấy thì em cũng có chia sẻ rồi. Rồi tiếp tục là bạn Nguyễn Thị Bước 465 nha. Bạn nói bạn ở Vĩnh Hưng Long An, bạn cập nhật cái giá lúa là OM18 là 7.900, 93 ngày là bạn cắt. Rồi tiếp tục một bạn là Tây Ninh Quê Tô TV ha, bạn nói là dân Tây Ninh là năm nay bị phá sản rồi. Rồi bạn cập nhật thêm cái giá lúa là OM18 chỉ có 7.400 thôi, mùng 10 này cắt. Rồi cảm ơn bạn Tây Ninh Quê Tôi TV nha. Đây là những anh ở Tây Ninh đã bình luận vô nè. Rồi tiếp tục là em sẽ bình luận cái câu hỏi của bạn user 6G ha. Bạn cập nhật là cái giá lúa ở Tây Ninh hôm nay OM18 là 18.000. Cái này là cái lúa giống nha anh chị ha. Cái lúa giống 18.800 luôn là lúa giống. Rồi thì anh chị nào mà muốn cập nhật cái giá lúa giống cho em cập nhật thì anh chị cứ cập nhật lên đi nha. Thì em sẽ đăng lên kênh vào cái buổi sau, em sẽ chỉnh cái tiêu đề là cập nhật cái giá lúa giống cho anh chị nha. Và hiện tại thì cũng còn một số anh chị còn lúa đó, thành ra là em cũng cập nhật cái giá lúa. Rồi một bạn user 8D nè, lúa 504 là 7.850 nhé anh, là Phương Núi Sam, Châu Đốc An Giang. Rồi cảm ơn bạn nha, lúa 504 là 7.850. Tiếp tục là một bạn user 1Z ha, bạn nói là thị trấn Kế Sách, Sóc Trăng nè, OM18 là 17 tháng 2 âm lịch này cắt là 8.300. Bây giờ nãy giờ em nói ở Sóc Trăng giá lúa nó mình còn rất là ổn luôn nha anh chị so với những cái tỉnh khác. Rồi
Tiếp tục là em cập nhật cho bạn là Hiệp Nguyễn ha, 5637 nè, bạn nói là cái giá lúa hôm nay ở Bình Tân, Vĩnh Long cò lúa bỏ cọc là OM 380 cách đây là 10 ngày là giá 7.700, nhưng mà hôm nay cân á thì thêm cho 50 đồng nữa, tức là 7.750 một ký. Nó lái thì cũng có người tốt kẻ xấu. Thì em cũng đâu có quơ đũa cả nắm đâu, em chỉ phốt cho mấy ông lái ở Tây Ninh thôi. Mấy Tây Ninh là giá là đều trời luôn á, tầm đâu khoảng đâu 7.000 đến 7.200, 7.300 là cao nhất. Rồi tiếp tục em sẽ cập nhật câu bình luận của bạn Phú Võ nha, 1842. Bạn cập nhật ở Gò Chai, Tây Ninh là OM 18 là 7.400. Rồi một bạn Tây Ninh 99 để cập nhật nè, Đại Thông 8 là giá 7.500. Long Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh. Đó, cập nhật từng chi tiết tới từng huyện luôn đó nha. Rồi tiếp tục em cập nhật câu bình luận của anh là Tuấn Trần 7142 ha, Bạc Liêu, Đại Thông 8. Hôm trước á là 8.200 nhưng mà hôm nay chỉ còn có 8.000. Rồi có một cái câu bình luận khác nè. Bạn hỏi là anh Tuấn Trần này ở khu nào thì anh cập nhật lên luôn nha. Rồi tiếp tục là bạn Phạm Văn Triệu nè, lúa 3 số 5 Mỹ là ST nè, giá là 7.700, 17 tháng 2 âm lịch cắt. Rồi tiếp tục là bạn An Trần nha, bạn cập nhật cái lúa Nhật là hôm nay là 7.300 đến 7.400 ở Hòn Đất, Kiên Giang. Rồi tiếp tục là em sẽ cập nhật câu bình luận của anh Nguyễn Văn Thông 4944 ha. Anh nói là ở Hậu Giang hiện tại là Đại Thông 8 là 8.500, rất là im luôn nha anh chị ha. Rồi tiếp tục là em cập nhật ở Tân Châu, Trà Vinh nha anh chị. Tân Châu, Trà Vinh lúa Đại Thông 8 là giá là 8.400. Em cập nhật nãy giờ em thấy ở Sóc Trăng với ở Trà Vinh là lúa cao nha anh chị ha. Còn riêng ở Tiền Giang thì em cập nhật ở khu vực là Gò Công thôi, tại vì em ở khu vực Gò Công. Thì lúa bây giờ thì ở chỗ em thì có khúc Đại Thông 8 nó 8.500, có khúc là nó 8.200 nó. Còn đối với mà cái lúa giống mà cái lúa giống mà Đại Thông 8 của bên em là 16.500 nha anh chị ha, nó rẻ hơn là những cái chỗ khác là khoảng đâu là 2.000 luôn. Hồi nãy có anh nào anh cập nhật là 18.800 á, thì đó là chia sẻ cho anh chị như vậy. Rồi tiếp tục em cập nhật câu bình luận của Duy Nguyễn nha, mình ở chợ mới An Giang nè. Cò lái mua chết giá là 8.200 Đại Thông 8 nha, còn ngày 14 này cắt 100 ngày, ngày 14 âm lịch cắt 100 ngày thu hoạch đó. Dân đòi thêm chút xíu nữa nhưng mà lái không chịu. Rồi Việt Dân nè, tôi ở tận Mang Thích, hôm nay là OM 18 là 8.200, lúa ở Vĩnh Long thì cũng tương đối là ổn nha cô chú anh chị đó. Rồi thì hôm nay em cũng đã cập nhật cho anh chị một số thông tin về giá lúa mới nhất hiện nay ha. Anh chị nào mà đang còn lúa đó thì anh chị cũng có thể là cập nhật, hoặc là những anh chị nào mà đã cắt lúa rồi mà nghe được những cái thông tin về gạo á thì anh chị cũng cập nhật lên luôn nha. Thì ở cái video sau thì em sẽ chia sẻ cho anh chị những cái thông tin mới nhất nha anh chị ha. Rồi thì một lần nữa thì em có một cái kênh mới là Quỳnh Hai Lúa nha, anh chị có thể là vào kênh đó để anh chị mà đăng ký kênh cũng như là anh chị cập nhật cái thông tin mới nhất nha. Em cũng xin được mến chào.